chọn cây mai Hoàng Yến cho khách ạ. Đây là hình ảnh 3 cây mai Hoàng Yến chọn để gửi đi cho khách. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây mai Hoàng Yến, cây rất là đẹp. Thứ nhất là nụ nhiều ạ, nụ chít chít luôn ạ. Đó, rất đẹp như này. Còn đây là cái bông hoa của nó khi nở to ra đấy ạ. Từng chùm hoa màu vàng rất đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây chậu cây mai Hoàng Yến ạ, rất đẹp như thế này, thì vui lòng gọi điện cho một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhé. Đây ạ, đây là những cái cây mà chọn đi cho khách ạ, rất đẹp luôn.